Rồi, chào kênh LTK ha. Thì cũng là nói riêng thì cũng xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ những clip vừa rồi của em. Mong cô chú ủng hộ clip tiếp theo của em ha. Số điện thoại giao lưu quen thuộc của em là 0398294694. Đó cũng là số Zalo luôn nha. Em thì cũng đa dạng mặt hàng ha, cũng như là cây thần kỳ, rồi cây mai vạn phúc, cốc, rồi linh sam, bông giấy, dừng rồi ha. Rồi không làm mất thời gian cô chú, em vô cây số 1 ha, là cây cốc thái siêu trái ha, là số 1. Rồi em đo hoành, hoành ở vị trí này là được 54 ha, chiều cao là được 39, tán ngang là được 32. Rồi cái mã số 1 cây cốc thái này em xin giao lưu là 700k ha, 700.000 đồng bao ship ha, toàn quốc luôn. Rồi cây số 2 là cũng cây cốc thái ha, cây là rất quái cây ha. Quanh ở vị trí này là được 49, chiều cao là được 32, tán ngang là được 35. Rồi cây cốc thái mã số 2 nằm xin giao lưu là 700k ha, cây là sống khỏe ha. Rồi mã số 3 cũng là cây cốc thái luôn, mọc mầm sống khỏe ha, rất là quái cây ha. Rồi hoành ở vị trí là được 56, chiều cao là được 41, tán ngang là được 39. Rồi cây cốc thái mã số 3 này em xin vô luôn là 700k ha, 700 thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 4 là cũng cây cốc thái ha, cắt cờ quái cây ha. Rồi hoành ở vị trí là được 58, cây rất quái cây nha cô chú, chiều cao là được 32, tán ngang là được 35. Rồi cây cốc thái mã số 4 này em xin giao lưu là 700k ha, cây mọc mầm sống rất khỏe ha, cốc thái thì sống khỏe. Rồi mã số 5 cũng là cây cốc thái ha, hoành ở vị trí là được 37, chiều cao là được 50, tán ngang là được 46. Rồi cây cốc thái mã số 5 mình sẽ giao lưu 400k ha, cây mà ra chồi ra bông ha. Rồi rồi mã số 6 này là cây sam hương ha, hoành ở vị trí là được 28, nhưng cái cũ em đâu, cái cũ ra đi, cái cũ là được 42 ha, chiều cao là được 46, ngang là được 29. Rồi cây mã số 6 cây sam hương em xin giao lưu là 600.000 ha, bao ship toàn quốc luôn ha, cây đang mập mầm sống khỏe ha. Rồi mã số 7 là cây cũng cây sam hương ha, có dáng bài bài ha. Hoành ở vị trí là được 29 ha, đó cái cũ ha, cái cũ là được 48 ha, đến làm luôn, chiều cao là được 38, tán ngang là được 35. Rồi cái mã số 7 này em xin cho sam hương này em xin vô luôn là 600 ha, bao xếp luôn. Rồi mã số 8 là cây châm mỏi ha, châm mỏi, cái này biết đồ hoành sao đây, đó một cái thằng này diện đi, này là được 17 ha, chiều cao là được 27, ngang vậy là được 27 luôn. Rồi cây châm mỏi
Mã số 8 này em xin vô lô là 400k ha. 400.000 đồng thôi. Chạm mỏi ha. Số điện thoại Zalo của em là 039 829 4694 ha. Đó là số Zalo luôn. Rồi, cái này là cây linh sam ha. Sam da me vậy nè. Nước lứt da me nè. Sông hình da me vậy nè. Quanh đâu có chí là được 26 ha. Em nhích xuống là bài cũ cái đi. Bài cũ là được 35 ha. Chiều cao là được 39. Ngang vậy là được tới cái đuôi luôn ha, là được 50. Rồi cái mã số 9 này em xin vô luôn là 300 thôi. 300k. 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã số 10 là cũng được cây linh sam da me sông hình vậy nè ha. Cây là rất đẹp cây nha cô chú. Hoành ở vị trí này là được 20. Em nhích xuống này chút đi. Nhích xuống đây là được 33. Chiều cao là được 35. Ngang là được 29. Rồi cây mã số 10 cây linh sam này em xin vô luôn là 350 ha. Đây rất là đẹp cây nha. Em đã vô được nước kẽm ha. Rồi. Rồi cũng là cốc thái ha. Em chi cốc thái ha. Mã số 11. Rất là quái cây. Quanh ở vị trí này là được 53 ha. Cây có củ đế nở ha. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 36. Rồi mã số 11 cho cây gốc thái này em xin giao lưu là 600 ha. 600 thôi. Rồi mã số 12 cũng là gốc thái luôn ha. Cây rất là quái cây ha. Cây nhỏ nhưng có duyên ha. Quanh ở vị trí là được 32 ha. Chiều cao là được 48. Tán ngang là được 35. Rồi cây cốc thái mã số 12 này em xin Zalo là 250 thôi ha. Cây đâm chồi có bông luôn ha. Cô chú chơi gì chơi là có trái mình chơi luôn. Rồi mã số 13 cũng là cây cốc thái ha. Quanh ở vị trí này là được 35. Chiều cao là được 32. Tán ngang là cũng được 32 ha. Cái mã số 13 này em xin Zalo là 300 ha. 300.000 đồng em bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã số 14 là cái cao cốc thái luôn nha. Hôm nay em về được 10 cây cốc thái ha. Giao lưu cô chú nha. Quanh ở vị trí là được 38. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 40. Rồi cái cốc thái mã số 14 này em xin vô luôn là 400.000 thôi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 15 là cái cốc thái ha, rất là quái cây. Cây mọc mầm sống khỏe có bông luôn nha cô chú. Quanh ở vị trí này là được 32. Chiều cao là được 40. Tán ngang là cũng được 40 ha. Cây có bông rất là nhiều ha. Mã số 15 này em xin Zalo là 300k thôi. 300.000 đồng em bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 16 là cây hồng ngọc mai ha. Cây này quạnh nó tí nhỏ nhưng gắt có duyên cây ha. 10cm thôi. Chiều cao là được 326. Ngang vậy là được 21. Cây hồng ngọc mai mã số 16 nằm sẽ vô luôn 300 ha. Khi em rút cái lấy cái này nha, bỏ cái chậu dưới nha. À, nó cây sống khỏe. Đây mình nuôi đế sổ á. Rồi. Cây mã số 17 là cũng là cây hồng ngọc mai ha. Quanh ở vị trí này là 11 ha. Đâu như cái cũ đó đi. Cái gụ đế đó nè. Cho cô chú tham khảo ha. Đế là được 34 ha. Chiều cao là được 32. Tán ngang là được 28. Rồi mã số 17 cho cây hồng ngọc mai này là 300k thôi ha, 300.000 đồng. Em cũng bao ship luôn ha.
À, mình rút cái chậu, lấy cái chậu này thôi, tại cái chậu dưới nó mình nuôi để sổ. Rồi cái mã số 18 là cây hồng ngọc mai luôn nha, có dáng bài bài ha. Hoành ở vị trí này là được 9 cm ha. Có cái củ rất là ấy nha, có cái củ rất là bệ đặc nha. Được 26. Chiều cao là được 25. Ngang vậy là được 25. Cái mã số 18 cây hồng ngọc mai là mình xin giao lưu là 300.000 đồng thôi ha. Em cũng bao ship. Em bao ship mà em rút cái ấy này ra nha, rút cái chậu em mũ chứ. Rồi, mã số 19 là cây mai chiếu thủy nuôi gò công ha, da đen ha. Cây này thần câu lâu lắm rồi nha. Hoành ở vị trí này là được 20 ha. Em nhích xuống đây chút cây cụ nguyên cụ đặc luôn nha. Cụ đặc là được 31 ha. Chiều cao là được 40. Ngang là được 40. Rồi cây mai chiếu thủy nuôi gò công em xin cho luôn là 1.200.000 đồng ha. 1 triệu. Đang lọc non tại vì em ấy mình cuồn lại ha. Thứ hai nữa nó có cái mấy cái cắt này em đục nó xuống này cho nó cái rễ nó cấu cấu xuống cho nhìn cho nó đẹp ha. Mấy thẻ cũ đã kéo hết. À, mấy cái thẻ cũ hết rồi, có mấy cái này là em đục xuống cho nó nhìn cho nó viên cây. Rồi. Rồi, mã số 20 cũng là cây mai chiếu thủy nuôi gò công da đen ha. Cây có dáng là bye bye ha. Cây nuôi trong thần này lâu rồi ha cô chú. Hoành ở vị trí là được 24 ha. Chiều cao là được 30. Ngang vậy là được 49. Cây này liền sẹo ha, nuôi lâu rồi ha. Cây mã số 20 này em xin luôn là 1.300.000 đồng thôi ha. Em cũng bao ship luôn. Rồi cái hỏi số 21 là cây cây sam núi trái ha. Em cũng mới vô được nó nước dây ha. Cây nhỏ mà rất là có duyên cây ha. Để bàn. Hoành là được 9 cm ha. Cao là được 21. Ngang là được 22. Rồi cây sam núi trái mã số 21 mà em xin vô lưu là 200 ha. 200.000 đồng thôi, em bao ship luôn. Thì bỏ ra 200 là bà có cây giờ tới nhà chơi luôn cho cô chú. Rồi mã số 22 là cũng cây sam núi trái ha. Em cũng mới định hình nó thôi ha. Vô rẻ rẻ cho cô chú chơi ha. Hoành ở vị trí này là được 12 ha. Cao vậy là được 22 ha. Ngang vậy là được 29. Rồi mã số 22 này em sẽ vô lô là 250 thôi ha. 250 cho cây sam núi trái. Rồi mã số 23 là cây ổi ổi lê ha. Cây rất già cây cô chú. Cây mà mọc mầm sống khỏe ha. Hoành ở vị trí là được 51. 52 cả 51 thôi. Chiều cao là được được 60. Ngang vậy là được 50. Rồi cây ổi lê mã số 23 này em xin vô luôn là 700 thôi ha. Bao ship luôn, màu quắc luôn. Rồi cây mã số 24 là cũng cây ổi lê ha. Cây mọc mầm sống khỏe ha cô chú. Hoành ở vị trí này là được 48. Chiều cao là được 48 luôn. Ngang vậy là được 42. Rồi cây mã số 24 này là cây ổi lê em xin giao vô luôn là 800k ha. Cây đang mọc mầm sống khỏe ha cô chú. 800 thôi. Ra ngoài luôn đi. Rồi cây
mã số 25 là cây thần kỳ nha cô chú. Chiều cao là được 1m4 đi. Nguyên cái tàn bay là được 1m5 ha. Quanh đó vị trí là được là 16 mà thôi 15 đi. Cái 15 thôi. Cây thần chậu lâu năm này cô chú, bích cái chậu hết rồi nha. Mã số 25 này là em xin giao lưu cây cho cây thần kỳ giác ba bay này là 4 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Nếu mà ấy thì mình gần thì em để chậu luôn, nếu mà xa thì em sẽ cho em rút chậu ra, bởi vì đi xa sợ nó bể chậu á, chậu xi măng. Rồi, mã số 26 là cũng là cây thần kỳ luôn nha. Cây rất là to cây nha cô chú. Chiều cao là khoảng 1m5 ha. Nguyên cái dáng bye bye này cũng khoảng 1m5 rồi, 1m6 cây 1m5 thôi. Quanh ở vị trí này được 18 ha. 18. Rồi cái mã số cây hai thần kỳ mã số 26 này em xin giao lưu là 4 triệu ha. Em cũng bao ship luôn ha. Cô chú nào gần thì em tặng chậu ha, con nó xa thì em rút chậu nha. Tại vì xa cho nên bó bầu bể chậu. Rồi cái mã số 27 là cây hồng ngọc mai ha. Đâu mà Văn Phúc. Mà Văn Phúc. Chiều cao là được 102 ha. Ngang là khoảng 102 cũng tương tự ha cô chú. Mà Văn Phúc ha. Cây là khá là to ha. Quanh vị trí này đi, vị trí này là được 29. Rồi. Cây mai Vạn Phúc mã số này mã số mấy quên rồi đó. Mã số 27 ha. Mã số 27 mai Vạn Phúc này em xin giao lưu là 2 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Lại ship bên đó đi. Cây rất là to nặng nha cô chú. Thông cảm chứ. Có em có một cặp mai Vạn Phúc này cây tàn rất là đều ha. Em giao lưu cô chú mình một cặp đi cho cô chú mình chơi cho nó dễ ha. Quanh chiều cao là được 124 ha. Ngang vậy luôn là khoảng 127 ha. Quanh khá là to ha. Cây nở đế chạc đế đẹp ha. Quanh ở vị trí này được 34 ha. Rồi mã số 28 lại bán cặp ha, cặp cây hồng ngọc mai cho cô chú nha. Ủa mai Vạn Phúc lộn hoài. Mai Vạn Phúc còn ngọc mai lộn hoài. Cây rất là ok ha. Rồi lên cây số 2 có cây mã số 28 ha. Mai Vạn Phúc. Cái thông số thì nó cũng ấy ha. Chiều cao là 125 ha. Tán ngang thì nó cũng khoảng 133 ha. Nó cũng sẽ xích cái thông số ha. Hoành ở vị trí là được 32 ha. 32 yếu cỡ 31 thôi. Rồi. Cái cặp mã số 28 của cho cây Mai Vạn Phúc này em xin giao lưu là 6 triệu ha. Cho một cặp nha. Một cặp. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi cái mã số 29 là em bán một cặp cây hoa giấy ghép thành phẩm nha cô chú. Rồi
chiều cao là được 118 ha, tán ngang là cũng được 120 ha. Rồi em đo hoành ha, hoành ở vị trí này đi, vị trí này được 55 ha. Là cái cây này em đã ghép được lâu rồi nha, thần chậu ha, em lâu rồi. Cây thì nói chung ra thì nó cũng ghép đá liền luôn ha. À, ghép đá liền hết rồi. Nó cái là tại vì mưa, thì là điểm mưa này cái da nó hơi xăm xăm một chút, nhưng mà cây sống khỏe ha, rất là ok ha. Chậu rất là to nha, đo cái chậu đi. Ừ, sao cái chậu lọt lòng là 70 đó, chậu rất khá là to ha. Thoát khăn đi, đo thoát khăn luôn. Thoát khăn tới cái ấy là được 62 ha. Ờ, xây cái tàn rất là ok ha, tàn xương bịch chân ha. Cây rất là nặng cây cô chú. Cây tàn là nói chung là thành phẩm rồi ha. Cây bông giấy rất là lớn nha. Rồi cho bên số đi, phải báo giá luôn ha. Rồi chiều cao là khoảng 1,5 m nha. Tán ngang là khoảng 1,20 m ha. Hoành đi, cây như con thú ha. Hoành là được 38 ha. Thoát thân luôn ha. Thoát thân là được 62 ha. Đọt lòng trong chậu 7 ha. Để em quay vòng cho cô chú tham khảo sơ ha. Cây này rất là ok nha. À, cây này cũng được mấy mùa tại cái chậu, với cái mùa này nó hơi mưa, cái cây nó ra ấy nha, em cũng báo chính xác cho cô chú nha. Đây nó có cái này nhưng mà nó tới sành hết nè, cũng như cái ba nào có lỗi mình báo cho nó chính xác cho cô chú chốt cây nó không ấy nha. Cây thì da thì nó xăm xăm nhưng mà cây nó mình quào nó hơi trắng nó ấy nha, già cây. Rồi cái cặp bông giấy mã số 29 này em xin vô lưu là 8 triệu ha, em bao 300 km. Dạ. Rồi mã số 30 là cây Lekima ha, miền Bắc nó gọi là cây trứng gà vậy đó ha. Chiều cao là được 1,5 m ha. Có cái tán cái dáng bài bài này, em đo cái dáng bài bài này khoảng bao nhiêu nha. Bài bài này được 70 ha. Rồi quanh, quanh ở vị trí này được 52 yếu nha, cả 51 thôi ha. Cái đế cái dáng đế thú thú ha. Để em quay một vòng em báo giá cho cô chú ha. Cây rất là nặng cây nha. Rồi cây mã số 30 cho cây Lekima kêu bằng cây trứng gà này em xin vô luôn là 3 triệu ha. Em muốn bao ship toàn quốc luôn nha. Ờ đừng có cái rất là to nha cô chú. Phí ship cũng khá là nặng nha. Đường kính bầu là được 70. Cây rất là to. Rồi. Giá là 3 triệu cho cái mã số 30 ha. Cho cây Lekima. Rồi cây cuối cùng là cây dừng ha, lộc dừng nha. Cây lộc dừng. Cây rất là nặng cây nha. Để em quay một vòng báo cho cô chú nha, cây rất là to nặng cây nha. Chiều cao là 126 ha. Tán ngang là 120 ha. Cây độc rừng bông đỏ lá lớn nha. Rừng mà có mai nữa ha. Một rừng mà còn mai nữa ha. Hoành ở vị trí là 56 ha. Có cây mai nhỏ luôn. À, rừng mà có mai luôn. Thêm vòng ha, mã số cuối cùng ha, cuối clip của em nha. Cái này có điểm gì mình báo cho tôi biết dễ mua. Rồi đúng rồi. Để em quay một vòng này em báo ha. Nó có mấy cái này nha, nó ấy nhưng mà tại vì cái này mình em chưa có đục ha. Chứ nó có cái lỗ ở đây đâu nè. Đó. Ừ, đó. Này cũng là cuốn mép ha. Cần cuốn mép. Thứ hai nữa cây lục rừng thì mấy cái đó không sao ha, cũng ok. Không ảnh hưởng cây. Cây sống trong chậu sống khỏe ha. Cây lục rừng cây cuối clip này em xin vô luôn là 6 triệu ha. Em bao ship là 300 km nha.
À, nếu mà gần gần thì em tặng chậu, xa thì em rút chậu. Rồi cuối clip thì em cũng một ngày mới xin kính chúc cô chú nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ha. Anh cho thằng ba trong thời gian làm clip có gì sức cô chú cũng không cả bỏ qua cho em ha.